Chào thầy với cả tất cả các bạn. Con tên là Lê Khôi Nguyên, năm nay là 10 tuổi, học lớp 4, à học lớp 5 trường tiểu học Thái Thị. Đây là dự án của con tên là Chiếc Đồng Hồ Báo Thức. Con bây giờ mọi người cùng xem nó hoạt động như nào đã. Đây, ấn vào thì chúng ta có thể xem được giờ ở trên đồng hồ này. Chúng ta còn có hai thêm hai chức một chức năng nữa, đó chính là báo thức. Đây là chức năng báo thức của chiếc đồng hồ. Khi mà mình nhập giờ vào, ví dụ như là để là 14 giờ, bây giờ là 2 giờ chiều, cũng có thể gọi là 14 giờ, 14 giờ chiều. Bây giờ mình nhập giờ là 14 và bây giờ là 8 phút đúng không? Bây giờ mình sẽ để là 9 phút đi. 09. Ok, chờ cho cái kim dây này đi hết một vòng. Khi mà chạy hết một vòng thì sẽ có nhạc nổi lên. Nếu mà bạn lúc đấy đã thức dậy rồi hay là đã phát hiện ra rồi thì bạn có thể bấm vào nút này, ấn dừng vào nút dừng báo thức, nhạc sẽ dừng hẳn. Lý do mình làm ra sản phẩm này để giúp ích cho mọi người trong việc là đang làm việc gì đấy, cũng có thể là đặt chuông báo thức để không bỏ lỡ một việc mà bạn quan trọng bạn cần phải làm. Có những cái mình muốn làm nhưng vẫn chưa làm được, và mình muốn làm cho nó hiện hẳn cái số lên, hiện hẳn cái số lên trên màn hình. Nếu bạn nào làm được thì chỉ dẫn cho mình nhé. Chuyển phông nền với cả chuyển luôn cả cái mặt đồng hồ thì mình sẽ ấn số 1 thì nó sẽ chuyển về phông nền mặc định. Nếu mà về số 2 nó sẽ chuyển sang một phân nền mà khác. Hiện tại chỉ có hai phân hình không nền này thôi. Rồi, con có thể giới thiệu một chút về một cái khối lệnh nào đó mà con cảm thấy ưng ý nhất được không nhỉ? Khối lệnh mà con ưng ý nhất thì con nghĩ là hai khối lệnh để làm nên chiếc kim giờ giây và phút này. Nó rất là mất thời gian, kỳ công. Có bạn nào có nhận xét cho bài của mình?